hắn ta nghiến răng tức giận, Vân Triệt. Phụ Hoàng, Vân Triệt này và Hải Nhi, trận chiến 3 năm trước đây con thua nhưng không phục, hiện giờ con đã là bá hoàng thất cảnh, giết hắn như giết chó. Cũng tốt, lần này, nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi không xứng để đánh với ta. Hy Lạc chỉ thẳng thương về phía mên hét lên. Ngươi, muốn chết. Hai, sao không bao giờ nghe người khác khuyên bảo. Hắn vẫn lao tới vung thương đánh mên. Lạc Nhi, cẩn thận nên sử dụng đôi cánh phượng hoàng khiến hy lạc ngơ ngác tuyệt đối không được động đậy nếu không ta khó mà đảm bảo ngươi có thể tiếp tục sống tay của hắn lúc này run run không nhúc nhích được lửa của mên đã bắt đầu cắt lên tay phượng hy lạc hắn hét lên thất thanh tay của ta đã nói là đừng động đậy rồi mà không chịu nghe lời vân triệt ngươi dám làm loạn ta sẽ cho ngươi chết ở đây đó mên mỉm cười ta ghét nhất bị uy hiếp Phượng Hy lạc hét lên thất thanh, cơ thể bị lửa của mên chém liên tiếp. Xin lỗi, ta không nhận bất cứ uy hiếp nào. Tông chủ, bớt giận, thập tứ hoàng tử vẫn ở trong tay của hắn. Nói, ngươi muốn thế nào mới thả lạc nhi của ta ra? Ha ha ha, tân nhiệm đại trưởng lão này xem như cũng biết điều, thế thì ta nói thẳng luôn. Một, để thần hoàng quân trong ba mươi ngày cút ra khỏi thương phong, một trăm năm không được xâm phạm. Hai, đứng trước mặt của thiên hạ đền tội với thương phong ta. 3. Bồi thường 10 tỷ tử huyền tệ cho thương phong ta. Nếu như không đồng ý, thì chờ nhận xác đi. Tiểu tử này ngạo mạn thật. Đây tuyệt đối là không thể. Đây là gian xảo. Vân Triệt, Phượng Hoàng Thần Tông ta kiêu ngạo ở thiên huyền 5.000 năm, từ trước đến nay không sợ ai, cũng không bị ai uy hiếp. Chấm, hôm nay xem thử, có gan lớn giết con trai của chấm hay không. Sau lời nói của Hoành không, cũng là lúc Hy Lạc bị men cho đi gặp Diêm Vương. Sau đó thì sao? Giết thật rồi sao? Tên điên này. Ông ấy kinh ngạc há hốc miệng. Tay nắm chặt run lên. Sau đó hét lên tức giận, Lạc Nhi. Vân Triệt, ta muốn mạng của ngươi. Ồ, Phượng Tông Chủ cũng vì người thân qua đời mà phẫn nộ sao? Đúng là hiếm thấy đó nha. Ông ta càng nổi giận thêm, chết đi. Hy vọng ngươi có thể làm được. Men di chuyển né hết các đòn công kích từ ông ta. Có thế thôi sao? Tông chủ, ngươi đúng là khiến người ta thất vọng đấy. Tiểu tử, đợi ta bắt được ngươi, sẽ ăn thịt, uống máu của ngươi, cuối cùng hủy diệt thần hồn của ngươi, mãi mãi không sống lại. Vân triệt, lão phu xé nát ngươi ra, hừ, cho ngươi đến mà không về được. Sắp chết đến nơi, mà còn ngu dốt, nực cười. Đám người trưởng lão cùng phượng tông chủ lao tới mên. Một đám vô dụng, cũng muốn bắt ta sao? Mên sử dụng Huyễn Quang Lôi Cực. Ha ha ha, cho gác cổng của Phượng Hoàng Thần Tông, lần sau đợi ta quay lại, không phải là điều kiện như hôm nay đâu. Sao có thể chứ? Thân pháp của tiểu tử này vô cùng đáng sợ. Cảm giác đó, lẽ nào là Huyễn Quang Lôi Cực ư? Đúng vậy, chính là Huyễn Quang Lôi Cực của đạo thần tộc. Cái gì? Tiểu tử kia sao lại diệu kế như vậy chứ? Truyền lệnh của ta Tất cả đệ tử và canh gác của Phượng Hoàng Thần Tông, không tiếc giá nào, truy giết Vân Triệt. Lúc này trong rừng đang có một người mặc áo đen âm thầm quan sát. Hắn nhìn Phượng Hoàng Thần Tông bất lực mỉm cười. Lát sau liền rời luôn khỏi đó. Cảnh chuyển tới Hắc Nguyệt Thương Hội. Ồ, đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, chủ động tìm đến tận cửa đã không nói, còn giết một hoàng tử. Phượng Hoàng Thần Tông, cộng thêm đại bản danh kia, cho dù là tìm đế quân cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Vân Triệt làm thế nào mà chạy thoát được? Báo cáo từ cực đại nhân, nếu như ta không nhìn sai, Vân Triệt sử dụng huyễn quang lôi cực của đạo thần tộc. Huyễn quang lôi cực, đệ nhất thân pháp kỹ của đại lục, hoa minh hải sao lại nỡ chứ? Tiếp tục theo dõi động thái của Vân Triệt, nhưng tuyệt đối đừng làm phiền hắn, càng không được tiết lộ hành tung của hắn. Ngoài ra, cái tên sở tuyệt trần cũng đừng nên lơ là. rõ. Càng lúc càng khó phân biệt rồi. Trong khi đó tại Thần Hoàng Thành, người tiếp nhận lục soát, trưởng quan, ta là lương dân mà." Bớt nói nhảm, lục soát lần này ai cũng không tránh được đâu. Đêm khuya trong Thần Hoàng Thành, lính gác đã được huy động tối đa đi tuần. Ông nội, sao buổi tối bọn họ cũng không ngủ vậy?" Ông ấy vội vàng đóng cửa sổ lại. "Đánh chết cháu này, cẩn thận bắt đại ma đầu vân triệt cháu lại đó." Ông nội mới là đại ma đầu đó, mông của cháu sắp nở hoa rồi ngoài thổ binh nghiêm ngặt điều tra mỗi một người ra ở vị trí khắp nơi thần hoàng thành đều có một người cao cấp bá hoàng chấn thủ một đêm bình an vô sự mặc dù vân triệt chưa hiện thân nhưng phượng hoàng thần tông không phải vì vậy mà không để phòng cảnh giác có động tĩnh của tiểu tử kia chưa tông chủ từ tin tức của các nơi mà thấy tiểu tử kia tám phần là chạy rồi phượng tông chủ tức giận nghiến răng chạy ư dạ ta đã đích thân đưa người đi điều tra trong một trăm dặm xung quanh cũng không phát hiện chút hành tung nào của Vân Triệt. Có lẽ tiểu tử kia biết được trận thế của chúng ta, có kẻ địch nên không dám ở lại đây. Lúc này từ xa một tiếng nổ vang lên. Đây là... không ổn. Thần Nhi. Hai người họ lập tức bay tới chỗ xảy ra vụ nổ. Bóng dáng men đã thấp thoáng xuất hiện. Dô, Phượng Tông Chủ vẫn luôn khách khí nhỉ, lần này người đón ta cũng không ít nhỉ. Phụ Hoàng cứu con. Phượng Tông Chủ tức giận hét lên, vân triệt nếu ngươi dám ra tay độc ác sẽ cho ngươi phải trả giá gấp hàng tỷ lần ấy còn dám uy hiếp ta xin lỗi ta không nhận bất cứ uy hiếp nào phụ hoàng cứu con ông ta nhớ lại cảnh tượng của lạc nhi nói ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì phượng đại tông chủ một ngày không gặp đúng là học được cách ngoan ngoãn rồi đó ông ta tức giận cả cơ thể run lên được rồi không nói nhiều nữa vẫn có ba điều kiện 1. Trong 25 ngày, tất cả thần hoàng quân phải cút ra khỏi Thương Phong, 200 năm không được xâm phạm. 2. Phượng Hoành không ngươi tự đưa chiếu chỉ, đền tội với Thương Phong ta. Và để Phương Phi liệt đích thân đến thành Hoàng Thương Phong đền tội. 3. Bồi thường cho Thương Phong ta 200 triệu tử huyền tệ. Ủa, sao lại không giống như hôm qua vậy? Nội dung của điều kiện này lại tăng lên gấp đôi rồi. Tiểu tử đáng ghét. Không không không, mọi người đừng vội, còn có một điều kiện, đó chính là đem cắt đất xích quỳnh thành mà các ngươi có được ở biên giới đông bắc thần hoàng quốc cho thương phong quốc ta cắt đất đây là sự sỉ nhục lớn nhất giữa các nước với nhau ngươi đang nằm mơ sao ồ vậy sao mên cắt bay luôn một cánh tay của hắn xuống phụ hoàng cha ơi cứu con thần nhi con hãy nhớ con là hoàng tử của thần hoàng quốc chết đứng thì có gì mà sợ phượng tông chủ mang theo viêm hỏa bay về phía mên vân triệt ngươi không được chết yên thân nếu như ngươi đã muốn con trai của ngươi chết như vậy thế thì ta sẽ hoàn thành nguyện vọng cho ngươi nên ném thằng con của ông ta tới viêm hỏa đừng mà đừng mà phụ vương cứu con con không muốn chết cha những tiếng nổ liên tiếp vang lên thằng con đã bị ngọn lửa thiêu cháy hổ dữ còn không ăn thịt con phượng tông chủ đúng là cho ta mở mang tầm mắt rồi đến ngay cả con trai ruột của bản thân còn có thể ra tay như vậy sao không có ai có thể uy hiếp ta thống trị thần hoàng không có ai có thể khiến phượng hoàng thần tông ta bị xấu mặt như vậy thân nhi chết rất có ý nghĩa bắt lấy hắn giữ nguyên xác ta muốn cắt từng chút miếng da thịt của hắn nuốt sống trước mặt của hắn mấy vị trưởng lão cùng hô lên rõ tất cả cùng nhau lao tới phía mên những tiếng nổ liên tiếp vang lên đây chính là cái giá đã đụng đến phượng hoàng thần tông ta một con phượng hoàng lửa từ bên trong đó bay ra Mên thi triển phượng hoàng viêm. Dám chơi lửa trước mặt của ta, đúng là nực cười. Phượng Tông chủ, ngươi có nhiều con trai, chúng ta còn rất nhiều thời gian ha ha ha. Phượng Tông chủ nghe vậy miệng liền thổ huyết. Tông chủ, không sao, quân đội đóng quân ở Thương Phong còn có bao nhiêu? Cách Thương Phong hoàng thành còn có bao nhiêu? Ngoại trừ tổn thất lần trước, trong Thương Phong tổng cộng quân ta còn có 80 vạn, phân biệt với Thương Phong hoàng thành là Đông Lâm quân và Tây Hải quân, mỗi nơi mới có 20 vạn truyền lệnh xuống đông lâm và tây hải tiến công thương phong hoàng thành ngoại trừ thương nguyệt co để sốt một tên nào còn về các bộ đội khác đại khai sát giới ta muốn cả thương phong không còn một ai xem ra tông chủ rất giận rồi rõ tông chủ vân triệt ngươi không ở thương phong ta xem bọn họ giữ thành thế nào rồi đợi ta bắt được thương nguyệt ta sẽ cho ngươi chết sau đó đông lâm quân và tây hải quân cùng với 40 vạn binh mã bao vây thương phong hoàng thành trong lúc nguy hiểm, Hạ Nguyên Bá từ trên trời rớt xuống, một lần diệt sát 40 vạn thần hoàng quân, cứu thương phòng. Tình báo tiền tuyến gửi đến, Phượng Hoành không tức giận, không ai lên tiếng, chỉ có Phương Phi Liệt đưa ra kiến nghị. Bố trí phong hoàng cấm trận trong truyền thuyết để tất cả người có huyết mạch Phượng Hoàng trong nháy mắt không có tu vi. Phong hoàng cấm trận được bố trí trong âm thầm, chờ vật săn vân triệt mắc câu. Mên lúc này âm thầm quan sát hoàng thành từ xa. Qua một đêm, thoải mái. Đêm nay là yên tĩnh như vậy, xem ra Phượng Hoàng Thần Tông đã từ bỏ tìm kiếm mình rồi sao? Đừng có xem thường Phượng Hoàng Thần Tông, bổn công chúa đã phát giác khí tức của quân huyền cảnh hậu kỳ ở đó hơn nữa không chỉ có một tên. Mặt ly, ngươi yên tâm, ta hiểu mà, nếu như ta là loại người khinh địch, không phải đã sớm chết mấy trăm lần rồi sao? Ngươi cảm thấy, số lần ngươi chết vẫn chưa đủ nhiều sao? Ta, à, đau, ta sai rồi. Hừ, hôm nay ngươi chuẩn bị lén vào đó sao? Hôm nay thì không cần. Cái thứ bất ngờ, một lần là đủ rồi, thêm lần nữa thì nhàm chán lắm. Cơ hội, ta đã cho Phượng Hoàng Thần Tông rồi. Nhân từ của mấy ngày hôm trước, xem như là ta đã báo đáp rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ cho bọn họ biết cái gì mới gọi là ác mộng thật sự. Mên bay thẳng vào bên trong hoàng thành. Đáp thẳng xuống bên dưới. Bóng hình Mên từ từ xuất hiện. Thần hoàng thành hôm nay đúng là không còn gì nữa. Đệ tử Phượng Hoàng muốn tìm ta đều đã thu về hết rồi. Xem ra, bọn họ chỉ là chuẩn bị mấy chục tên lão quái vật quân huyền cảnh đối phó với ta thôi. Nhưng mà đừng để ta thất vọng đấy, khí tức của mấy chục tên quân huyền cảnh vẫn đang ở nơi này, không hề di chuyển, không hề di chuyển ư? Không phải chứ, hai tên hoàng tử bị ta giết, đến ngay cả một cọng tóc của ta cũng không làm bị thương. Cho dù Phượng Hoàng không là ninja rùa, cũng không tiếc đi gọi mấy lão quái vật kia ra chứ. Lẽ nào nói hắn chuẩn bị thủ đoạn gì khác sao? Vị trí 300 trượng phía trước có một huyền trận cỡ lớn. Khí tức của huyền trận này có chút giống với thái cổ huyền châu thượng cách đây 3 năm trước, tuyết công chúa kia ở trong phong ấn huyền trận kia. Phong hoàng cấm trận, trả trách không mời mấy lão quái vật kia lên núi, thì ra là chuẩn bị món quà lớn như vậy cho ta. Xem ra ta phải cẩn thận hơn một chút rồi. Cẩn thận, hừ, nực cười, huyền mạch của ngươi là huyền mạch tà thần đó trên thế giới này không có bất cứ sức mạnh nào có thể phong ấn, chỉ là phong hoàng cấm trận nhỏ bé, căn bản chỉ là một trò cười. Như vậy sao? Vậy xem ra có lẽ nên cho bọn họ bất ngờ lớn rồi. Mên từ từ bước tới. Cuối cùng, có thể báo thủ cho các ca ca rồi. Thông báo xuống dưới, tất cả mọi người chuẩn bị vào chỗ. Cái đám chó tay sai của Phượng Hoàng Thần Tông, vân ra ra của các ngươi đến rồi, còn không nhanh ra nghênh đón sao chân của Mên đã bước vào huyền trận. Phượng Hoành không liền hô lên, ra tay. Cấm chế của bọn chúng đã khởi động. Mấy vị trưởng lão đã thi triển huyền lực lên huyền trận. Tiếng động vang lên xung quanh. Đất đá xung quanh đều bay lơ lửng trên không. Trận pháp mở rồi sao? Sao không có cảm giác gì vậy? Phượng Hoành không hét lên, Vân Triệt. Đi vào trong hoàng cấm trận của ta, cho dù ngươi có thông thiên chi lực, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Mên giả vừa hét lên đau đớn, ngươi không nói đạo đức võ, ngươi lại dùng trận pháp ư. Màn diễn sâu này của ngươi vụng về quá đi. Diễn đại là được rồi, dù sao bọn hắn cũng không biết ta cũng chẳng sợ cái trận pháp này, cho dù diễn tệ bọn hắn cũng tin thôi. Ha ha ha, Lạc Nhi, Thần Nhi, hôm nay ta sẽ báo thủ cho hai con. Xem đi, bọn hắn có tin đâu, Mạt Ly cũng không biết nói gì hơn nữa. Đến chút huyền lực cũng không có, ta hận quá mà, lại bị chết trong tay của ngươi sao phụ hoàng để con thay các hoàng huynh báo thù bá hoàng cảnh con đối phó với một người bị phế tu vi chẳng qua chỉ là giống thổi bụi đi thôi được lân nhi giao lại cho con ấy phải khiến hắn sống không bằng chết đấy phụ hoàng yên tâm vân triệt hối hận vì đã đụng đến phượng hoàng thần tông chưa yên tâm hôm nay ta không giết ngươi nhưng ta sẽ phế ngươi hoàn toàn sau đó ở trước mặt đem từng nữ nhân của ngươi chơi đùa cho đến chết. Ta đột nhiên không muốn chơi nữa. Mên dậm chân xuống đất. Nhảy lên trước mặt hắn, khiến hắn giật bắn người. Cái gì? Mên túm luôn vào mặt hắn. Nện thẳng xuống dưới mặt đất. Tại sao? Sao có thể chứ? Mên tiếp tục dùng chân. Đạp lên mặt hắn. Sau đó là sút vào mõm hắn ta. Những cú đạp khiến mặt đất bên dưới nước thoát. Đám trưởng lão Phượng Hoàng Tông há hốc miệng kinh ngạc. Sao có thể như thế chứ? Đây là Phong Hoàng Cấm trận đó, sao lại có tác dụng được chứ? Xin lỗi nha, nhất thời giận dữ, lại giết thêm một thằng con trai của ngươi nữa rồi. Phượng Hoành không tức giận bóp nát đá trong tay. Ông ấy hét lên Vân Triệt, ngươi ngươi. Tông chủ, đừng giận, Phong Hoàng Cấm trận không nhốt được hắn, dựa vào tốc độ thần quỷ không lường trước được, chúng ta căn bản không thể ngăn được hắn. Bàn tay của Hoành không nắm chặt đang không ngừng chảy tiết. Vậy hôm nay ngươi lại có điều kiện gì? Xem ra, đầu óc của ngươi cũng khá thông minh chút rồi đấy. Nhưng mà cũng đúng, mặc dù ngươi còn không bằng cầm thú, nhưng cuối cùng vẫn là con người, cũng có sự khác biệt giữa chó điên và con heo ngu xuẩn. Ngươi, tông chủ, không được kích động, tuyệt đối là không thể kích động. Sao? Như vậy mà đã giận rồi ư? Ta còn chưa nói điều kiện đấy. Thứ nhất, trong 20 ngày, để thần hoàng quân các ngươi tất cả đều phải cút hết thương phong quốc, trong 300 năm không được tiến vào nửa bước. Thứ hai, Phượng Hoành không ngươi tự ra chiếu chỉ, đền tội với thương phong quốc ta và tuyên bố khắp thiên hạ, còn treo chiếu chỉ trên cửa của thần hoàng thành các ngươi, treo ít nhất là 10 năm. Thứ ba, đền 300 triệu tử huyền tệ cho thương phong quốc ta. Vân triệt ngươi đừng có mà được voi đòi tiên. Đừng vội, ta vẫn chưa nói xong đâu. Thứ bốn, đem cắt nhường lãnh thổ xích quỳnh vực của các ngươi ở biên giới phía đông bắc thần hoàng quốc cho thương phong quốc ta ngươi lại muốn phần cắt đất của thần hoàng quốc ư thứ năm chỉ đơn giản thôi ta nhớ ra hắn rồi chính là thái tử của thần hoàng quốc hình như tên là phương hy minh phế đi huyền công của hắn sau đó để hắn đến thương phong hoàng thành làm khách 50 năm là được rồi có phải rất là đơn giản không nào lui quân đền tội đền tiền còn muốn hạt nhân hơn nữa còn muốn lấy thái tử của thần hoàng đế quốc làm con tin nữa. Vân Triệt, ngươi đừng mơ. Phụ hoàng, nhi thần là con của phụ hoàng, cho dù là chết, tuyệt đối cũng không chịu nhục đâu. Bởi vì đó không chỉ là sự xì nhục của nhi thần, còn là của phụ hoàng nữa, là sự xì nhục của thần hoàng. Còn có xích quỳnh vực, nó không đơn giản chỉ là lãnh thổ quan trọng của thần hoàng. Nó còn là nơi sinh ra của tổ tiên thần hoàng chúng ta, cho dù là thần hoàng bị tiêu diệt, cũng tuyệt đối không thể nhường đất lại cho người khác. Tông chủ, chuyện sỉ nhục mất nước này tuyệt đối là không thể. Văn triệt này rõ ràng chính là đang sỉ nhục thần hoàng. Tông chủ cho dù thế nào đi nữa đều không thể thỏa hiệp với tên nhóc này. Tuyệt đối là không. Nhưng nếu như không đồng ý, bây giờ ai có thể ngăn hắn? Phượng Hoành không, ta cho người thời gian là ba hơi thở để suy nghĩ. Đừng có mơ tới việc trả giá, cũng đừng hòng kéo dài thời gian, ta chỉ chờ trong ba hơi thở thôi không chờ thêm một phút nào được nữa đâu mai bắt đầu đếm, ba. Tông chủ, tuyệt đối là không nên đồng ý với hắn. Tên tặc này, chắc chắn là đang đùa giỡn với chúng ta, tông chủ. Hai nhé, phụ hoàng, con không muốn chết. Phụ hoàng người đồng ý đi. Cuối cùng là một. Nếu như ta đồng ý, ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của thần Hoàng Quốc, thần Hoàng Quốc cũng sẽ là trò cười của bảy nước. Nhưng nếu như ta không đồng ý, sao có thể bảo vệ Tuyết Nhi và Mân Nhi và các Hoàng Nhi khác đây? Hơn nữa, Vân Triệt sẽ đến lần nữa. Vân Triệt, nếu như ngươi dám. Đã hết thời gian. Phương Tông Chủ, ngươi vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn. Xem ra là ngươi từ chối rồi. Nếu đã như vậy, ngươi không cần thiết để sống thêm nữa đâu. Dừng tay, mên rậm chân. Tóc biến tới phía sau của Hoàng không. Túm cổ lấy thằng con của ông ta. Này mập, thật ra phụ Hoàng không xem tính mạng của ngươi ra gì đâu hắn chỉ xem trọng sự tôn nghiêm của bản thân mình mà thôi. Đi theo người cha như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Vì thế, ta đây là đang giúp ngươi giải thoát. Hắn sợ hãi không nói thành câu. Ta, ngươi. Mên bóp nát cơ thể hắn thành vũng tiết. Mân nhi, cơ thể của hắn đang dần dần tan biến. Vân triệt, phượng hoành không ta và ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung ư, đợi ngươi bắt được ta rồi hãy tính tiếp. Tiểu thái tử, có biết tại sao ta không giết ngươi không? Bởi vì giết ngươi, người khác có thể kế thừa vị trí thái tử. Nhưng nếu như giữ ngươi lại, cho phụ hoàng của ngươi một chút hy vọng, đến cuối cùng giết ngươi sẽ khiến hắn tuyệt vọng hơn. Hắn ta nghe vậy sợ hãi. Ngươi! bên sử dụng huyễn quang lôi cực. Bay đi trước mặt đám người phượng hoàng thần tông. Phượng trưởng lão ra lệnh công kích. Một tiếng nổ vang lên giữa hoàng cấm trận. Nhưng bên đã thoát khỏi vụ nổ của hoàng cấm trận, Tông chủ, xin hãy tha cho tỷ chức tội vượt quá quyền hạn của mình. Khi phát hiện phong hoàng cấm trận không thể đối phó với tiểu tử này, tỷ chức đã tự mình làm chủ, tất cả mạng người đều bố trí ở kết giới này. Không trừ khử tiểu tử này, hậu họa khó lường. Cho dù là tổn thất nghiêm trọng, hôm nay cũng sẽ cho hắn chết ở thần hoàng quốc ta. Tất cả trưởng lão, ra tay đi, không tiếc bất cứ giá nào, dù là tự nổ, cũng phải giết hắn ngay hôm nay. Cùng nhau ra tay mỗi lần ba người tiến công tất cả những người khác ép trận người ép trận chịu trách nhiệm không cho tiểu tử này chạy thoát tiểu tử này chỉ có tốc độ nghịch thiên chỉ cần có thể công kích tới hắn nhất định sẽ chết tuần lệnh các trưởng lão tập trung dùng lửa tấn công tới mên lần này ta xem ngươi chạy thế nào đây ba người chúng ta cùng nhau ra tay phong tỏa tất cả con đường mà hắn có thể chạy thoát được được ông ta sử dụng phượng hoàng viêm hiện hình ta cũng có ý này. Chết đi, tiểu tử, đừng hòng chạy thoát, nạp mạng đi. Chạy ư? Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi cũng có người thông minh đấy. Chỉ đáng tiếc, sai sót lớn nhất của các ngươi chính là phán đoán sai về thực lực của ta, cảm thấy ta chỉ dựa vào tốc độ. Mên Vung kiếm sử dụng vẫn nguyệt trầm tinh. Đường kiếm khí của Mên chém thẳng tới ba người họ. Một tiếng nổ vang lên. Phượng Hoàng viêm của ba người họ đã bị Mên chém bay mấy người sững sờ đứng nhìn những người còn lại kinh ngạc há hốc miệng sao có thể chứ không phải hắn chỉ có tốc độ kinh người thôi sao tất cả ra tay tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ lại chiêu thức vừa nãy của hắn kinh người như vậy nhất định sẽ tiêu hao rất lớn đúng vậy chúng ta cùng nhau ra tay làm cho hắn hao đến chết luôn đi đúng cùng nhau ra tay nhất định phải chôn vùi tên tiểu tử này ở thần hoàng quốc tiêu hao rất lớn sao Thật ra vừa nãy ta chỉ dùng ít sức lực thôi đấy. Mên vung kiếm chém tới một đường kiếm khí nữa. Kiếm này đã chém đôi người đám trưởng lão. Sao có thể chứ? Chiêu thức này, sao có thể thi triển được chứ? Hắn mới ở vương huyền cảnh, sao có thể bộc phát ra sức mạnh không yếu hơn quân huyền được chứ? Tiểu tử này rất mạnh, chúng ta chỉ có thể tự nổ thôi. Đúng. Nhân lúc bây giờ, tiểu tử này đang bị nhốt trong kết giới, chúng ta cùng nhau tự nổ thôi đúng vậy cùng nhau tự nổ thôi cho dù hắn không chết có lẽ cũng không có sức chống trả lúc này tông chủ có thể giải quyết hắn tông chủ ta đi trước đây thiên phú của con trai mặc dù kém nhưng xin tông chủ cho nó một cơ hội vân triệt lên đường cùng ta đi ông ta tự bạo huyền lực trong cơ thể một vụ nổ chấn động xung quanh tông chủ bảo trọng tông chủ ta đi trước một bước vợ con và mẹ già của ta làm phiền vào tông chủ tử rồi vân triệt chết đi cho ta. Liên tiếp là những tiếng nổ vang lên của các trưởng lão Phượng Hoàng Tông tự bạo. Vụ nổ đang dần dần tỏa ra xung quanh. Tiếp đó hai tiếng nổ vang lên, thổi bay nhà của trong Hoàng Thành. Các ngươi vất vả rồi. Vợ con và mẹ già của các ngươi cho dù thiên phú như thế nào, đã từng có địa vị như thế nào. Ta đều sẽ đồng ý với các ngươi, từ nay về sau bọn họ sẽ không lo lắng về việc ăn mặc nữa đâu. Hai người họ đang đứng xem tình hình sau vụ nổ lúc này đã có người từ phía sau vỗ lên vai hoành không và đại trưởng lão mên xuất hiện sau lưng hoành không và đại trưởng lão hoành không và đại trưởng lão quay lại gật đầu mỉm cười nụ cười đã tắt khi thấy người đó là mên bọn họ hóa đá mồm miệng há hốc sao có thể chứ sao ngươi còn sống chứ có phải rất thắc mắc tại sao ta lại ở đây đúng không có phải cảm thấy ta nên ở trong kết giới bị cái đám người tự nổ kia làm cho nổ tan xác luôn đúng không đương nhiên là vì tốc độ tự nổ của bọn họ quá chậm chậm đến mức ta đã chạy ra ngoài luôn rồi bọn hắn còn chưa nổ hơn nữa không những chưa nổ còn nói mấy lời tình cảm với ngươi hoành không nói không thành lời ngươi ngươi chà chà cảm động quá nhỉ đúng là sứt mướt thật chỉ là đáng tiếc mấy chục vị huyền bá cảnh tập thể tự nổ kết quả ta đến ngay cả một cọng lông cũng không bị thương thì đã kết thúc rồi hủy hoại không ít kiến trúc của thần hoàng quốc ngươi Ừm, cầm đá tự ném vào chân của mình, cũng chỉ có thế thôi sao? Vân Triệt, chẫm muốn ngươi chết. Tông chủ, không được kích động. Kết giới này, đến ngay cả quân huyền đều có thể đề phòng nó trong thời gian ngắn, sao ngươi có thể chạy ra ngoài được? Ngươi nói chuyện này, khi mới bắt đầu một kiếm của ta không phải đã phá kết giới rồi sao? Kết giới có thể tự động hồi phục, vậy ngươi cho rằng tốc độ hồi phục chậm chạp như vậy, ta chạy có thoát sao? tiếng gào thét thê thảm ở trong kết giới đó thì sao? Nếu như ngươi không ở kết giới, vậy tiếng gào thét thê thảm đó là của ai? Lẽ nào là? Cuối cùng phát hiện ra nơi này đã thiếu một người rồi à? Đúng vậy, tiếng gào thét thê thảm đó chính là của Phượng Hy Minh, thái tử của thần Hoàng Quốc các ngươi. Không thể không nói, tốc độ tự nổ thật sự quá chậm khi ta ra khỏi kết giới, thậm chí tự nổ còn chưa bắt đầu. Lúc đó ta đang nghĩ, để trưởng lão của thần hoàng quốc các ngươi cho nổ thái tử, nhất định là vui lắm nhỉ. Đương nhiên, ta còn bố trí cho hắn một màn phòng hộ, để hắn không đến mức trực tiếp bị nổ chết. Dù sao, bây giờ vẫn chưa đến lúc hắn phải chết, nhưng mà nhất định sẽ phải chịu tội. Hoành không hốt hoảng nhìn quanh, Minh Nhi. Minh Nhi của ta, Phụ Hoàng, thay con báo thủ. Minh Nhi, Phụ Hoàng xin lỗi con. Uống thuốc trước đã, Minh Nhi, giữ mạng quan trọng hơn. Hắn cố gắng nuốt viên đan dược Hoành không đặt thằng con xuống Vân triệt Chẳng muốn ngươi phải chết Hoành không bộc phát huyền lực Phượng Hoàng viêm đã xuất hiện Ông ta lao thẳng về phía mên Chỉ dựa vào ngươi sao Tông chủ cẩn thận Trong kết giới Tam đại trưởng lão chính là chết dưới kiếm của tiểu tử này Ngươi nghĩ nhiều rồi Ngươi vẫn không xứng để ta dùng tới kiếm Mên ném kiếm xuống dưới đất Không dùng kiếm thì tốt hoành không lao tới hét lên chết cho ngươi mở mang tầm mắt một chút cái gì mới là phượng hoàng viêm thật sự men tung đấm dùng cứng đấu cứng với hoành không một tiếng nổ vang lên hoành không đã bị đánh rách hết tay áo sao có thể chứ men bồi thêm một đấm vào ngực ông ta hoàng không miệng thổ huyết hét lên đau đớn ông ta bị đánh bay đi lê lết trên mặt đất Dùng lại tại một vách đá, tông chủ, đại trưởng lão vội vàng chạy tới chỗ hoành không, tông chủ, mên đáp xuống gần nó. Yên tâm, hắn vẫn chưa chết đâu, dù sao là ta cũng đã thủ hạ lưu tình mà. Nhưng mà, từ nay về sau, hắn có lẽ là hai phế nhân thôi. Phượng hoành không, ngươi phải nên cảm ơn ông trời đã ban tặng cho ngươi một đứa con gái tốt. Nếu như không phải là tuyết nhi, hôm nay ngươi sẽ không bị phế đơn giản như vậy đâu. Hãy mong chờ vào ngày mai đi. Dù sao, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ha ha ha. Hoành không lúc này mới thốt lên một tiếng. Tông chủ. Không thể nào, đây sao có thể là thực lực của hắn chứ, không thể nào. Chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, từ một con kiến đã trở thành bán bộ quân huyền, cái loại kẻ địch như vậy, thần hoàng quốc có thể đánh lại được sao? Ông ta tức giận tiếp tục thổ huyết. Không thể nào, tông chủ, vài giờ sau, vài canh giờ trôi qua tại cấm địa của phượng hoàng thành hoành không mấy ngày nay hỗn loạn là tại sao ông ấy quỳ xuống nhi thần vô năng xin phụ hoàng trách tội ủa khí tức của khí huyết ngươi hỗn loạn đến ngay cả tâm hồn cũng suy yếu như vậy rốt cuộc là kẻ nào lại ép ngươi đến mức đó là thánh địa nào không phải là thánh địa là vân triệt hừ ba năm trước đánh bại giới trẻ của tông ta lại cứu người trẻ tuyết nhi kia là hắn ba năm trước không chết ở thái cổ huyền châu bây giờ còn sống sót quay về sau đó là chuyện của thương phong quốc đến để báo thù thì ra là vậy thế người giúp hắn lại là vị cao nhân nào chỉ có một mình hắn chỉ có một mình hắn sao thiên dụ thiên kình các ngươi đi giúp hoành không kết thúc nhanh rồi về phía sau hoành không đã xuất hiện một ngọn lửa đã có hai người hiện ra đó. Cảnh chuyển tới Hắc Nguyệt Thương hội, Phượng Hoàng Thần Tông bên kia đang hỗn loạn, xem ra Vân Triệt lần này đã có động thái lớn rồi. Vân Triệt hôm nay quả thật đã làm chuyện vượt quá suy đoán của chúng ta rồi. Huyền Ảnh Thạch có ghi lại được không? May mà không hổ thẹn, xin chủ nhân xem qua. Ông ấy kinh ngạc, đây là một kiếm tiêu diệt ba trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông. Xem ra, Nhật Nguyệt Thần cung nói hắn có thực lực sánh ngang quân Huyền Cảnh sơ kỳ không phải là lời đồn nhảm chủ nhân còn có một chuyện khác xin chủ nhân xem qua hà ông ấy vội vàng cầm lấy ông ấy nhìn thấy hình ảnh của thiên hạ đệ nhất liền bóp nát huyền ảnh thạch trong tay chủ nhân thông báo cho người phía thương phong chuyện liên quan tới huyền ảnh thạch này nửa chữ cũng không được phép nhắc đến với bất kỳ ai là bất kỳ ai vâng thuộc hạ bây giờ đi phân phó người mà hoan yêu giới nhắc đến trong tin tức truyền tới Lẽ nào lại là Vân Triệt, thật sự là càng ngày càng thú vị rồi. Cảnh chuyển tới một khu rừng nào đó. Mên đang tăng tốc di chuyển. Mọi thứ của ngươi ở Thần Hoàng Thành đều bị người khác giám sát, là Hắc Nguyệt Thương hội làm. Ta biết, nhưng điều này không kỳ lạ, chỉ cần lão hồ ly tử cực đó không quá đáng là được, nếu không, ta không để tâm nhiều thêm một kẻ thù. Biết bản công chúa tán thưởng ngươi nhất là cái gì không? Chính là sự quả quyết này. Được rồi, ba tháng tiếp theo ngươi chỉ cần cẩn thận là được ba tháng có ý gì ba tháng sau ma tộc trong cơ thể của bản công chúa sẽ thanh lọc toàn bộ đến lúc đó thiên huyền đại lục này mặc ngươi tung hoành thật sao vậy quá tốt rồi không có gì đáng vui mừng hơn chuyện ngươi khỏe lại hắn đây chỉ là vui mừng vì ta sao người quen cũ của ngươi đến rồi vân đại ca đời ta với là ngươi đại ca huynh chạy thật nhanh cuối cùng cũng đuổi kịp huynh rồi. Ha ha ha, ta bây giờ bị mọi người nhằm vào, ngươi không sợ bị người khác nhìn thấy gặp phải phiền phức sao? Hoa lạc hải ta có thể sợ những kẻ đó sao? Ha ha ha, anh hùng ắt sẽ cùng chí hướng. Tất nhiên rồi. Phải rồi, ngươi tìm ta chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy nhỉ. Thứ nhất là cảm tạ huynh cứu tiểu nhã, tiểu nhã bây giờ đã khôi phục bình thường, còn chuyện thứ hai, he he, chính là muốn nhờ vân đại ca một chuyện, Nhật Nguyệt Thần Cung sao? Vân Đại Ca, Huynh sao lại biết? Nói đi, ngươi muốn giết ai? Dạ huyền ca thập trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Cung chính là hắn tận tay giết tộc nhân của ta. Nếu như có thể, ta còn muốn dạ mị ta chết. Tất cả chuyện này đều là vì hắn muốn có được huyễn quang lôi cực mà sai khiến. Dạ mị ta, men sờ cầm suy nghĩ. Vân Đại Ca, ta biết suy nghĩ này rất điên cuồng, dù sao đó là thiên quân trong mắt mọi người, nếu như huynh không muốn mạo phạm thật ra cũng không cần đồng ý được dạ mị ta giết vậy dạ huyền ca gì đó cũng giết hả hoa minh hải nghe vậy mà giữ người thật sao thật là quá tốt rồi đương nhiên là thật dù sao mạng của dạ tinh hàn con trai của hắn ta lấy chắc rồi đến lúc đó giữa ta và dạ mị ta tự nhiên sẽ không chết không thôi vân đại ca xin nhận đừng 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 ta còn phải cảm tạ ngươi đó nếu không phải là huyễn quang lôi cực ta phe này không dám tùy tiện đối đầu với phượng hoàng thần tông được rồi ta đi đây ngươi tốt nhất tạm thời cũng nấp đi nếu không lấy loại mặt hàng như phượng hoàng thần tông đó không chừng sẽ chút lửa giận lên người ngươi ừ. hai phần ân tình của vân đại ca hoa lạc hải ta nguyện dùng cả đời để đền đáp ngày hôm sau bên đã nhận được truyền âm phượng hoàng thần tông sáng sớm nay nhiều thêm hai cỗ khí tức đế quân cẩn thận hành sự tử cực Lão Hồ Ly ơi lão Hồ Ly, nếu không có sư phụ Đoạt Thiên vô lý đó của ta chống đỡ, ngươi sẽ tốt như vậy sao? Có điều bất luận như thế nào, phe này nói cho mà hay, ta thu chắc rồi. Được rồi, đến lúc cho Phượng Hoàng không kinh hỉ rồi. Sau trong Phượng Hoàng thành. Ngươi đoán tên Vân Triệt đó còn dám đến không? Ta nghe nói lần này Phượng Hoàng Thần Tông mời ra cường giả cấp đế quân. Ta cũng nghe nói rồi, cho nên ta cảm thấy tiểu tử này chắc sẽ không đến. Nếu không đây không phải là tìm chết sao. Hai người đó cạn chén. Ha ha ha, không sai, nếu là ta, ta cũng không đến, dừng kịp lúc. Con mẹ nó, ta không nhìn nhầm chứ. Hắn, hắn đến rồi. Ừm, thật sự đến rồi. Mên bay thẳng qua đám đông bên dưới. Đó là cái gì? Vân Triệt, hắn còn dám đến. Phượng Tông Chủ, một đêm không gặp, hy vọng ngươi vẫn khỏe người của Phượng Hoàng Tông đã bay lên đón tiếp. Ngươi còn dám đến, lần này ta nhất định sẽ xác ngươi thành vạn mảnh. Phượng Tông chủ, hôm nay ngươi ra đón ta khá nhanh đấy, sao, là sợ cuối đời phải chịu tang của con trai sao? Vân Triệt, ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn ăn nói ngạo mạn ở đây, ngươi tưởng hôm nay mình có thể rời khỏi đây sao? Có một câu mà cứ nói 10 lần, có ý nghĩa gì không? Chán không, chứ ta nghe chán lắm rồi. Như vậy đi, Chúng ta đi vào chủ đề chính luôn, hoặc là đồng ý với ba điều kiện của ta trước đây, hoặc là ngươi chọn hai đứa con trai để ta giết hết, thế nào? Ngươi đúng là không biết điều. Hai vị thái thượng trưởng lão sao còn chưa xuất hiện? Nghiệt chướng. Ha ha ha, đúng là ngông cuồng như trong truyền thuyết. Ồ, xem ra tử cực không nói dối rồi. Làm phiền hai vị thái thượng trưởng lão rồi, tiểu tử này phải sống, ta muốn từ từ giày vò hắn cho đến chết. Ha ha, dễ thôi. Đó là đương nhiên rồi. Ta còn tưởng là ai, thì ra là hai con chó già Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình. Sao? Phượng Thiên uy già quá nên không đi lại được nữa sao? Đúng là chán sống rồi mà, ngươi muốn chết. Một đám chó cậy quyền hiếp người. Nói đạo lý, đấu với các ngươi, sau đó giết con trai của Phượng Hoành không? Đó là bổn đại gia đã nể mặt các ngươi rồi. Thiên Kình, ngươi không cần ra tay, tiểu tử này một mình ta đánh là dư thừa rồi nghiệt trướng miệng lưỡi sắc bén lão phu sẽ giết chết người uy hiếp thì ai mà không biết nói ta thấy phượng hoàng thần tông các ngươi mới là thứ miệng lưỡi sắc bén thì đúng hơn này chó già hy vọng ngươi có thể lấy ra bản lĩnh tức chết ta rồi chết đi cho lão phu thiên dụ tung ra liệt hỏa thần minh trưởng một bàn tay rực lửa giáng thẳng xuống người mên mên chấp tay lại thi triển tinh thần phá ảnh trong chớp mắt đã biến mất khỏi đó không hổ danh là đế quân, uy thế này còn mạnh hơn tông chủ nào đó rất nhiều. Tiểu tử, nếu như lão phu đã ra tay, thì nhất định sẽ lấy được đầu của ngươi. Chó già, ngươi tưởng ta đang khen ngươi chắc. Đánh bại Phượng Hoành không ta chỉ cần một ngón tay, nếu là ngươi, nhiều nhất là một ngón rưỡi. Thiên dụ tức giận hét lên, nghiệt chướng. Phải giết chết ngươi. Hai, đúng là chó già rồi, cũng không biết nói chuyện, nói đi nói lại cũng có mấy câu, có thể thêm chút gì mới mẻ được không? Chết đi cho ta. Mên lách qua một bên né đi chiêu Tử Thiên dụ. Chó già cuối cùng vẫn là già rồi, chậm quá, lão ta điên cuồng hét lên. Tăng tốc phóng tới chỗ Mên. Thiên dụ đã xuất hiện trước mặt Mên. Ồ, đến đúng lúc lắm nhưng mà không biết cánh tay đôi chân già chậm chạp của ngươi có theo kịp hay không thôi. Huyễn quang lôi cực. Trong chớp mắt Mên đã tốc biến khỏi đó. Đừng hòng bỏ đi. Sau đó thiên dụ cứ đuổi tới mên lại tốc biến bay đi. Phượng thiên dụ vẫn cố gắng theo sát mên không buông. Cách thần hoàng thành một trăm dặm. Sao? Biết chạy trốn trong vô vọng nên muốn giờ tay chịu chói rồi. Không không không. Chỉ là thấy phong thủy ở đây thích hợp làm mộ cho người thôi. Muốn chết. Hai chữ này nên để ta nói mới đúng. Mở địa ngục. Kiếm lai. Like. Đế quân thì đã sao? Ta vẫn giết người thôi kiếm của mên và thương của thiên dụ đã va chạm vào nhau kiếm này ngươi tưởng như vậy là xong rồi sao mên giơ kiếm lên tung ra thiên lang hiện con sói của mên đang lao tới thiên dụ mà cắn cái gì tên nhóc này vẫn còn đường lui thiên dụ hét lên thất thanh nghiệt xúc ông ta bị đánh văng xuống dưới khu rừng đế quân cũng chỉ có vậy thôi sao bên dưới lúc này đã phát ra ngọn lửa vẫn chưa chết ư thiên dụ hóa thành phượng hoàng lửa bay lên bên trên đối diện thẳng mặt với mên nghiệt trướng có thể ép lão phu ra hình dạng như vậy cũng đủ cho ngươi tự hào một đời rồi vậy sao nhưng mà không biết có ai nói với ngươi chuyện này chưa nói về trình độ thâm hậu của huyết mạch phượng hoàng ta là tổ tông của các ngươi ngươi muốn tìm cái chết sao không tin yên tâm ngươi lập tức sẽ tin ngay thôi Thiên dụ phóng về phía Mên một ngọn lửa. Mên bay tới đón nhận. Ngọn lửa bao trùm cơ thể Mên nhưng vẫn không hề làm Mên bị tổn thương. Sao có thể chứ, uy lực phượng hỏa này của lão phu đủ để tiêu diệt tòa thành này rồi. Kết thúc rồi. Mên vung kiếm chém, kết liễu Phượng Thiên dụ. Trở lại nơi Phượng Tông chủ đang nói chuyện với thằng con. Phụ hoàng, có Thiên dụ trưởng lão đích thân ra tay, vân triệt kia có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Ha ha ha. Đó là đương nhiên rồi, ta tin chưa tới thời gian một nén hương, cái đầu của tên nhóc Vân Triệt kia sẽ được đưa đến ngay thôi. Hoành không đa tạ thái thượng trưởng lão đã ra sức vì chuyện này. Không sao không sao, ngươi là tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông, những chuyện này vốn dĩ nên để bọn ta ra mặt giải quyết mới đúng. Minh Nhi, lần này Vân Triệt chết chắc, bây giờ con đi tới ngự thiện phòng chuẩn bị yến tiệc ngay đi. Đợi sau khi thiên dụ trưởng lão quay lại, chấm sẽ đích thân chúc mừng công lao cho hai vị thái thượng trưởng lão, phụ hoàng. Một tiếng nổ vang lên, khiến hoành không giật mình. Tên nhóc kia lại để thiên dụ trưởng lão dùng phượng thần chân thân, đúng là khiến người khác bất ngờ mà. Nhưng mà, trận chiến này đã có kết quả rồi, chưa tới ba hơi thở, vân triệt sẽ chết. Cho dù là ta, cũng không muốn đụng phải hình dạng như lão quỷ thiên dụ. Hừ, vân triệt, đây chính là cái giá mà đã đối đầu với phượng hoàng thần tông ta. Vân triệt, sau khi ngươi chết, chấm nhất định sẽ san bằng triệt để thương phong, lấy một nghìn tính mạng của người thương phong để tế cho các hoàng nhi đã chết của ta. Các ngươi nhanh nhìn đi, kia là cái gì? Từ phía xa men đang quay lại, huyễn quang lôi cực. Tên tiểu tử kia lại đá thiên dụ trưởng lão đi sao? Ha ha ha, vậy thì tên nhóc đó đúng là tự mình chui vào lưới rồi. Men tăng tốc bay về phía ba người bọn họ. Phượng Tông Chủ, nhanh như vậy, chúng ta lại gặp lại nhau nữa rồi, có bất ngờ không ngạc nhiên chưa đúng rồi còn có một chuyện bất ngờ nữa không ngại xem bản mệnh bài của lão già đó chứ không ha 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 tiểu tử mặc dù ta không biết ngươi đã dùng cách nào để có thể chạy thoát được nhưng nếu chỉ dựa vào ngươi thì không thể nào là đối thủ của thiên dụ chỉ là một tên nhỏ bé vương huyền tưởng bản thân thiên hạ vô địch sao ăn nói ngông cuồng không sao cả lão cẩu kia bị ta đánh không còn lại cho nữa rồi ta cũng không còn cách nào để chứng minh nữa nếu như người đã muốn làm tên hề ngang ngược. Vậy chấm sẽ làm hài lòng ngươi vậy, hoành không mở ra vết nứt không gian. Cầm bản mệnh bài của thiên dụ trên tay khiến ông ta sửng sốt. Phụ thân, tông chủ. Bản mệnh bài đã vỡ làm đôi. Thiên dụ, đế quân chết rồi ư, bọn họ đều há hốc miệng kinh ngạc. Hoành không liền thổ huyết, phụ thân. Đế quân cường giả mới là căn cứ thật sự, lại vì chuyện này mà bị chém chết. Nhanh đi thôi, tông chủ, nhanh rút lui, tên nhóc này là ma quỷ, nhanh chóng mời phụ hoàng xuống núi. Hoành không vội vàng chạy về gọi bố. Ha ha, Phượng tông chủ, ngươi biết ta thích cái gì không? Chính là muốn nhìn ngươi chạy trốn. Nhưng mà các ngươi thật sự chạy thoát không? Mên thi triển, huyễn quang lôi cực. Hắn đuổi tới rồi. Phượng tông chủ, ta từ xa đến, ngươi lại vội vàng muốn bỏ đi vậy sao? Xin hỏi đây chính là đạo tiếp đãi khách của phượng hoàng thần tông vân triệt ngươi thật sự cho rằng ngươi muốn làm gì cũng được sao lẽ nào vẫn còn chưa rõ ràng sao ngươi sao mới như vậy mà đã khó chấp nhận được rồi sao nếu so với con dân mà thương phong ta chết đi chút đau đớn này căn bản chẳng là gì cả ha ha ồ lão cẩu thật sự cuối cùng đã không ngồi im được nữa rồi sao phụ hoàng đại tông chủ ông nội thái thượng đế hoàng của thần hoàng quốc, Phượng Thiên Uy. Giỏi cho khó mà chấp nhận được, giỏi cho căn bản chẳng là gì cả. Này nhóc, chết đi. Ông ấy lập tức tung chiêu đánh tới mên. Cẩn thận chút, đế quân cấp sau đó. Thế thì ta phải thử xem. Mê nhảy lên tiếp đòn công kích từ Phượng Thiên Uy,